Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đường Minh Khai, một trong những đường có rất là nhiều những quán ăn đêm ngon. Nếu các bạn nào đến với Lạng Sơn thì các bạn chưa biết ăn ở đâu là ngon thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một trong những quán ăn đêm được khá là nhiều người ở Lạng Sơn đánh giá là ngon. Đó là quán ăn đêm La Tuệ, có địa chỉ là số 13 Minh Khai. Ở đây có rất là nhiều những món ăn ngon, từ những món xào cho đến phở, sau đó là cơm rang. Này khoảng tầm từ 8 giờ nhưng mà khá là đắt hàng, khách đang đến rất là đông. Đây các bạn có nhìn thấy hiện tại mình đang đứng ở trong quán, cái không gian ở phía trước các bạn đó là cái nơi sắp rất nhiều những cái món ăn. Các bạn đến đây các bạn có thể nhìn những thứ gì các bạn thích và gọn. Đây không gian phía trong quán có khoảng tầm hơn chục bàn, không ngồi cũng khá là rộng. Các món thì ở đây mình có thấy là ốc này, bên này là lòng nhá, sau đó là đến cá khô, đó là đến kê, trứng, lòng mề, chàng đuôi, chân gà, bên xa kia đó là lạp sườn. Ở phía trên này là một trong những món ăn rất là ngon, đó là phở vịt quay, cũng như là vịt quay. Đây, bên này là gà này, nhìn rất là ngon. Đây, một nồi cháo nóng hổi ấy, một nước canh. Đây, phía trong đây cũng khá là bận rộn. Đây, các bạn có nhìn thấy nhá, quán thì đông thì có thể ngồi ra những cái vỉa hè, như bên phía bên kia cũng có mấy bạn. Món mì xào giòn. Đây đúng chuẩn kiểu của em rồi. Đơn giản nhưng mà nó em mà ra bằng tường á, kiểu gì cũng ba suất phở cuốn lôm mang về. Cả chân gà của nó, nên chân gà của nó ngon, kiểu gì chân gà của nó là ngon. Bún cuốn ngon lắm, con em ngon lắm anh. Nhiệt cái gì đấy em á, em phải biết là chúng tôi ở đây Lạng Sơn hoặc là ngoài nhất là để phát triển lên về cái nghề ẩm thực đấy thôi. Hoặc ta đi em thấy cả trên thế giới đều có những cái chợ ẩm thực riêng của Trung Quốc hết, nó sẽ không như là khác các kiểu hay hay những cái đó đúng không, hương vị nó phải ngon ngoài nó. Đây là gì? 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 Đây là giọng miền Tây nó nghe nó êm tai hơn.
món này rồi, cái món này. Thì em thử món này nhá, ba thằng. Thôi giờ tầm này. Khách quan rất là đông nhé. Ở phía trong này này. À, món ốc ấy nhỉ, tàu ốc đấy, măng ốc ngon đấy món này. Vâng. Ốc xào măng. Nóng hổi luôn. Nhìn hấp dẫn đấy. Đây, món tiếp theo đó là món trứng mề gà xào. Giờ anh đang lấy ra cái. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
USB gì thì có. Công ra thực phẩm nhé, mang về nhé. Không quay lại đấy nhá. Cơm rang, dưa bò ở đây rất là thơm. Hãy cùng nhau thưởng thức một cái suất cơm rang thập cẩm ở quán đây. Một đĩa này nhìn rất hấp dẫn chưa? Bên này thì có thêm những cái nước chấm cũng như là dưa để cho các bạn ăn. Bên kia là xì dầu này. Đây là một cái bát nước chấm, chắc là mình không biết ở trong này có anh cho cái gì, nhưng mà thấy có tỏi với một số gia vị khác, dưa, khá là hấp dẫn. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức đi nhé. Xuất đi. Nóng nhỉ, nóng hổi luôn. Nhìn nóng hổi không? Dưa này chấm nữa, tuyệt vời. Dưa nữa này. Phải cho tí dưa lên chị thì vào đây ăn mới ngon. Lấy đồ cái đường của tôi. Hai thằng đi mà ăn rồi. Đứa này đang người đang cơm rang ăn vừa mồm các bạn, ngon. Cơm rang thập cẩm cả dưa nữa, ăn khá là ok. Thì bạn nào chưa từng thưởng thức thì ghé đến quán Nga Tuệ nhé. Ôi, video mình xin tạm dừng đây, hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Bye bye.